Chào mừng các bạn gái chuẩn bị làm mẹ và các bà mẹ bỉm sữa đến với kênh Mẹ bỉm sữa đọc sách Bữa nay kênh mình sẽ giới thiệu cho các bạn quyển sách Kỹ năng làm cha mẹ dành cho các bậc cha mẹ nuôi dưỡng trẻ từ 0 đến 6 tuổi Trước khi vào nội dung của quyển sách Mời các bạn xem qua phần giới thiệu Người xưa có câu dạy con từ thuở còn thơ Các nhà tâm lý hiện đại cũng cho rằng Nếu con sinh ra đến ngày thứ ba cha mẹ mới dạy là đã muộn mất 2 ngày Thực vậy, ngay khi rời khỏi bụng mẹ là em bé đã hòa nhịp cuộc sống cùng xã hội nếu các loài thú chỉ cần thức ăn thì con người còn cần ở cha mẹ cả tình yêu thương với sự hiểu biết và trách nhiệm trách nhiệm và tình cảm với con thì cha mẹ nào cũng có nhưng thể hiện thế nào là vấn đề cần được nghiên cứu làm sáng tỏ chuẩn hóa và phổ biến việc đứa trẻ ngoan hư tự tin nhút nhát trong tính cách đẹp xấu trong hình thể không phải do trời định mà do sự tác động và dạy dỗ ngay từ khi bắt đầu phôi thai hình thành nên đứa trẻ làm cha mẹ là một thiên chức thiêng liêng trang bị kiến thức để nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái nên người luôn là sự trăn trở của các bậc cha mẹ vì thế cuốn sách này góp phần trang bị số kỹ năng thiết yếu trên bước đường làm cha mẹ giúp cha mẹ thực hiện tốt nhất vai trò của mình đầu tiên vào nội dung của quyển sách kỹ năng làm cha mẹ là chương thứ nhất Kỹ năng làm cha mẹ trong thời đại mới. Phần 1 là con và cha mẹ là mối quan hệ cộng sinh. Một bác sĩ chuyên khoa nhi nổi tiếng mát tay, nhận được lá thư của một bà mẹ trẻ, hỏi rất thật lòng, "Bác sĩ ơi, tôi được biết sữa mẹ rất tốt cho trẻ nhỏ. Con tôi lười ăn, khó uống sữa, chỉ thích bú ti mẹ. Cháu bú mẹ nay đã 2 tuổi, tôi muốn cho cháu bú mẹ lên đến 3 tuổi, như vậy có phù hợp không?" tôi nên theo chế độ dinh dưỡng nào để có sữa đủ cho cháu bú? Vị bác sĩ trả lời cũng rõ ràng, dễ hiểu, sữa mẹ chỉ thực sự tốt nhất từ 0 đến 6 tháng, nhiều nhất là một năm đầu đời. Sau đó, các chất dinh dưỡng không còn đủ cho bé. Ngược lại, nếu nuôi bé bằng sữa mẹ đến năm 3 tuổi, bé không những không cải thiện được hành vi ăn uống, mà tệ hơn nữa, sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng. Trong trường hợp này, mẹ cần cố gắng tập thói quen ăn dặm cho trẻ, tìm cách cho trẻ hào hứng với bữa ăn, chứ không thể thay thế sữa mẹ cho đến năm bé 3 tuổi. Vì như thế, chắc chắn mẹ và bé sẽ ghiền nhau, mẹ đi làm không đặng, con đi học không đừng. Qua một chuyện bú mớn, chợt nghĩ, hình như các bà mẹ bây giờ đang chuyển từ thái cực sang thái cực khác. Cách đây vài năm, trộn lên chuyện chị em cấm tiệc con bú mớn, rủ nhau sinh mổ để khỏi đau đẻ cho con bú bình tuyệt đối để khỏi sệ ngực, thì nay lại chuyển sang mê đẻ, mê cho con bú, mê tự tay chăm sóc con và mê mẫn vai làm mẹ của mình. Một mẹ trẻ 25 tuổi, sinh con lần đầu tiên, trong một tuần sau khi đẻ đã thay lần lượt ba người giúp việc. Đến bà ngoại đứa bé dù rất thương con, thương cháu cũng ngậm ngùi ra về, vì chịu không nổi tính khí kỹ lưỡng quá sức của cô con gái. Bà mẹ này đã ẩm tám đứa con, nhưng không thể ẩm đứa cháu ngoại cho vừa ý cô con gái út. Nào là ẩm cháu phải ẩm theo góc nghiêng 30 độ, cho bú sữa bình cũng phải canh cho góc nghiêng 45 độ, thay tả phải vuông góc các bề mặt với nhau, quần áo bé phải giặt tay bằng xà bông cục, không giặt bằng xà bông giặt, dị ứng da của bé. Bà mẹ trẻ này, có thể đã đọc hàng chục cuốn sách về kỹ năng chăm sóc em bé của hàng chục nhà xuất bản khác nhau, nhưng có lẽ chưa biết được kiến thức này, muốn làm cho con hạnh phúc, hãy làm cho mình hạnh phúc vì niềm hạnh phúc và tươi vui của mẹ sẽ lan tỏa đến đứa nhỏ sẽ khiến đứa nhỏ cảm nhận được tinh thần trong trẻo hài hòa thoải mái quản tế bào đang nâng niu nó điều đó khác biệt với một bà mẹ chăm chăm tìm bới những lỗi to lỗi nhỏ trong quá trình chăm sóc con mình làm cho không khí gia đình căng thẳng ngột ngạt và hậu quả cuối cùng là chỉ còn hai mẹ con tự chăm sóc lẫn nhau câu cửa miệng dễ dàng nghe ở nhiều cuộc vui hy sinh đời bố củng cố đời con. Đời bố, cũng có thể hiểu là đời mẹ, đời cha mẹ. Nhiều người mẹ chấp nhận một cuộc sống mình không mong muốn, chỉ để con mình có đủ cha đủ mẹ, dù những đứa trẻ trong gia đình thì ước gì cha mẹ nó, chia tay. Bởi tiếng bất tiếng chì, những lần dằn mâm ném chén, những ngày thắng tranh lạnh lẽo trong thứ tiếng súng đạn câm lặng, biến những đứa trẻ thành những viếng khô cứng, tự dãy dụa với bóng mình hàng đêm với khao khát được làm trẻ thơ trong thân hình bé thơ còn cõi nhiều người cha ra ngoài với những nhân tình ước ác thú vị để chạy trộn người vợ đã chai lì cảm giác yêu đương, những buổi tối trở về nhà đóng vai, cha gượng gạo, dù gì, có còn hơn không? Những người mẹ, trong thời đại nam nữ mất lòng tin lẫn nhau quá nhiều, bởi các trang báo mạng hàng ngày tố chồng ăn chả vợ ăn nem, liền chuyển tình yêu và mối quan tâm của mình sang con cái. Uống thứ sữa tốt nhất, học ở trường, đỉnh nhất, chơi đồ chơi xịn nhất. Trẻ chưa tới 4 tuổi, mẹ đã bắt đầu tìm thầy cho học chữ, tay trẻ còn non nớt cũng cố gò cho tròn nét, rồi trì trật con khóc mẹ rầu, liền lên Facebook than thở, dạy con học chữ, sao khổ quá đi. Thầy vì sợ con thua thiệt bạn bè khi chưa biết chữ ở tuổi lên 4, mẹ có thể cùng con chơi thả diều, đọc sách cho con nghe, chơi tô màu, chơi đố chữ. Mẹ cũng không nhất thiết phải bằng mọi giá chạy vậy cho con được học trường tốt nhất để giải quyết khâu ai, chỉ cần tìm trường đủ gần nhà con đi học không phải hít khói bụi, không bị nhiễm lạnh vì phơi sương sớm. Mẹ cũng không gồng mình lên để mua những đồ chơi tính bằng tiền triệu, trong thời buổi vật giá leo thang, để chứng minh con cái là số một của mình. Có câu chuyện, một bà mẹ hiện đại có một cậu con trai hiện đại, năm nay chàng ta tròn 18 tuổi. Một hôm, chàng ta hẹn với một người phụ nữ ngoài 30 trong một quán cà phê dễ thương để bàn chuyện công việc cuộc trò chuyện đang hồi gây cấn, thì điện thoại của cậu vang lên, và màn hình nhấp nháy dòng chữ sư tử nhà. Cậu lặng lẽ bấm điện thoại nghe với giọng nội cực kỳ từ tốn, dạ con nghe mẹ. Không rõ từ trong điện thoại phát ra những thứ tiếng gì, chỉ thấy chàng ta nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa. Sau cùng, chàng nói, mẹ muốn con về nhà, mang biển và đi loanh quanh trong sân thôi sao, nói rồi, chàng cúp máy. Một phút sau, Điện thoại của chàng tiếp tục kêu lên. Lần này, người mẹ muốn gặp người phụ nữ đi với chàng. Bà nói: "Em ơi, chị cảm ơn em trước, chị nhờ em giúp chuyện này, từ giờ về sau, em để yên cho thằng con chị học hành, năm nay nó thi cuối cấp, nó không rảnh để làm mấy chuyện tào lao đâu em." Người phụ nữ cũng im lặng nghe, rồi dạ. Khi cuộc điện thoại chấm dứt, chàng trai 18 tuổi ngại ngùng nói với người phụ nữ đi cùng: "Con xin lỗi cô." Mẹ con là người biết làm mọi thứ, chỉ hai thứ không làm được, đó là làm thinh và làm biến. Làm cha mẹ là công việc dài nhất của một đời người, một công việc mà bạn không thể xin nghỉ việc, không thể mua bảo hiểm, không thể từ chối, càng không thể bị sa thải. Chúng gắn chặt vào bạn, nhiều khó khăn, đầy thử thách, nhiều vinh dự, đầy hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sống cả đời chỉ với vai trò làm cha hay làm mẹ bạn có nhiều vai trò khác và đừng từ chối sống tử tế với bản thân mình. Và nếu có thể, hãy cho phép mình thêm một vai trò, là bạn của con. Vì từ tình bạn, sẽ có một mối quan hệ cộng sinh đầy bình đẳng, mẹ sóc con, và con chăm sóc mẹ, mẹ yêu thương con, và con yêu thương mẹ. Mẹ rửa chén, con quét nhà, dù cây chổi của con bé tí xíu chẳng quét được bao nhiêu, nhưng hãy cho con được bình đẳng trong mối quan hệ cộng sinh với cha mẹ mình. Bạn là người sinh ra con, nhưng cũng có thể tìm được tình bạn đích thực nơi ấy. Vì sao ư? Đơn giản vì chia sẻ với người bạn, dù sao cũng dễ dàng hơn. Nếu nói vận mệnh của một quốc gia nằm trong tay những nhà cầm quyền, chi bằng hãy nói rằng nó nằm trong tay của những người mẹ. Vì vậy, chúng ta cần phải nỗ lực khuyến khích các bà mẹ, những nhà giáo dục của nhân loại do nhà triết học Friedrich Engel. Phần 2 dạy con biết yêu thương yêu thương mang lại hạnh phúc cho con người mệnh đề này chưa thật chính xác nếu chúng ta yêu thương không đúng cách muốn yêu thương mang lại hạnh phúc chúng ta phải học trẻ em lại càng cần phải học để biết yêu thương có ý kiến cho rằng giới trẻ hiện nay vô cảm hơn trước hung hăng hơn trước thể hiện cụ thể qua các vụ bạo lực học đường ngày càng gia tăng nguyên nhân phải chăng vì cha mẹ chưa dạy cho các em bài học yêu thương ngay từ khi còn bé những trẻ có hành động vô cảm như báo chí đưa tin là rất đáng thương chúng là nạn nhân của thực trạng giáo dục của xã hội nhà trường và gia đình tại sao các em mất kiểm soát cảm xúc đến mức làm những việc mà bình thường cho các em làm chưa chắc các em đã dám làm ta cũng đã thấy rất nhiều nước mắt hối tiếc từ chính các em đó thôi tại người lớn vô cảm tại áp lực học tập tại môi trường học không thân thiện thiếu tình yêu thương Tại cha mẹ không biết yêu thương các em. Phân tích vấn đề này, có lẽ cần một nghiên cứu chuyên sâu. Cá nhân tôi nhận thấy nguyên nhân từ cha mẹ là lớn nhất. Vì cha mẹ chưa dạy cho các em bài học yêu thương ngay từ bé. Từ khi còn là bào thai, các em đã rất cần được thai giáo, cần dưỡng chất yêu thương từ cha mẹ và mọi người xung quanh để trưởng thành cả về trí tuệ và nhân cách. Nhưng, hiện nay có bao nhiêu bà mẹ được quan tâm, được yêu thương? Có bao nhiêu bà mẹ bị bỏ rơi, bị đối xử tệ khi mang thai? Bao nhiêu người cha, người mẹ vì cơm áo gạo tiền đi làm suốt ngày không nhìn thấy mặt con, nói gì đến trò chuyện, quan tâm? Có một bạn trẻ tâm sự trên diễn đàn, chỉ mong cha mẹ dành 15 phút cho con mỗi ngày. Điều này thật đáng suy nghĩ. Nếu hỏi 100 người mẹ có yêu con không, sẽ có 99,9% bà trả lời là có. Nhưng nếu hỏi 100 đứa con của 100 bà mẹ đó rằng, con có cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con không, chắc số trả lời có nhỏ hơn rất nhiều. Dạy trẻ biết yêu thương chính là dạy trẻ nên người. Chỉ có tình yêu mới giúp con người với con người biết sống cùng nhau, biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống chung hạnh phúc. Xã hội hiện đại đang có một căn bệnh, chúng ta sống giữa nhiều người mà không sống cùng nhiều người muốn chữa trị tận gốc căn bệnh này chỉ có thể bằng tình yêu thương đây là một môn học khó khó nhất của môn này là bắt buộc người dạy phải có vốn về chính điều mình muốn dạy môn học cách yêu thương này không thể có một giáo án chung cho tất cả các phụ huynh mỗi gia đình là một trường học mỗi cha mẹ là một thầy cô giáo đặc biệt dạy con không bằng lý thuyết mà bằng hành động không chỉ giảng giải mà còn cho con cùng tham gia không áp đặt mà phải cho con tự thay đổi cha mẹ là tấm gương để trẻ soi vào tự học lấy tình yêu thương và tự thể hiện tình yêu thương theo cách riêng của mình nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ cần dạy trẻ qua cách sống không cần dạy trẻ cụ thể người lớn biết sống yêu thương là điều kiện cần biết dạy trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày là điều kiện đủ vậy người lớn nên hành động thế nào để con trẻ học được bài học yêu thương biểu hiện của tình yêu thương là sự quan tâm Bằng những hành động cụ thể, cha mẹ có ý thức dạy con về tình yêu thương sẽ có rất nhiều cách khác nhau, ví dụ cha mẹ xem tivi, đọc báo cùng con, thảo luận về những mảnh đời bất hạnh và cùng bàn cách giúp đỡ trong khả năng của gia đình. Cha mẹ quan sát những người sống xung quanh xem ai cần giúp đỡ thì luôn sẵn sàng, vừa mua láng giềng gần, vừa tập cho con thói quen quan tâm, giúp đỡ người khác. Gần gũi nhất là những hoạt động trong nhà, sự quan tâm yêu thương của cha mẹ với nhau và cha mẹ với con cái quan tâm yêu thương đúng cách đúng điều mà các thành viên trong gia đình đang cần con đang cần yên tĩnh cha mẹ không nên hỏi han nhiều đó mới chính là sự quan tâm biết lắng nghe con lắng nghe khi con nói lắng nghe cảm xúc của con cũng là cách thể hiện tình yêu thương và dạy con cách yêu thương hay đơn giản hơn nhưng vẫn có hiệu quả cao là cha mẹ dành cho con thật nhiều cử chỉ âu yếm bằng ánh mắt bằng cái nắm tay ôm hôn cách này giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ nhanh nhất và nhiều nhất yêu con vô điều kiện hãy cho con một tình yêu vô điều kiện một tình yêu không phụ thuộc vào phiếu điểm ở trường rằng đôi tay phải luôn sạch sẽ rằng con phải thành người nổi tiếng hãy cho con cảm giác rằng bố mẹ chấp nhận con bằng cả trái tim chấp nhận cả những nhược điểm những khả năng những nét tính cách con hãy cho con nhận biết sự thật giúp con nhận thấy chính mình là con người trong vũ trụ với nhiều chướng ngại vật nhiều cơ hội thành công hãy cho phép con bạn lớn lên rồi tạo dựng cuộc sống độc lập với bạn đây là những nguyên tắc thể hiện bạn tôn trọng con tiếp những lời khuyên dành cho cha mẹ joshua limben điều thứ nhất là dạy con biết sống nhiều bậc cha mẹ luôn băn khoăn trước thực trạng cuộc sống ngày càng phức tạp có nhiều tiêu cực nhiều gian dối thì nên dạy con như thế nào nếu dạy con những điều tốt dạy con làm việc tốt sau này con có bị lừa gạt bị thiệt thòi không nếu cho con thấy những tiêu cực xung quanh thì có khiến con bi quan thiếu niềm tin hay thậm chí bắt chước theo không cuộc sống như đồng xu luôn có mặt phải và mặt trái mặt phải càng rộng thì mặt trái cũng càng to nếu con chúng ta chỉ biết thế nào là tốt và luôn làm việc tốt thì có thể khi bước vào đời các cháu thành gà công nghiệp thậm chí sẽ là sự hụt hẫng là những cú sốc khi các cháu trực tiếp chứng kiến những việc xấu. Tôi đã gặp một trường hợp, hiện nay anh đã trên 40 tuổi, nhưng làm việc ở đâu anh ta cũng không thích nghi được, ở đâu anh cũng nhìn thấy việc xấu và anh từ bỏ công việc vì không chấp nhận được cái xấu. Và quan niệm thế nào là tốt của anh ta cũng rất khác mọi người, vì vậy anh luôn cảm thấy mình lạc lõng với mọi người. Đồng nghiệp, sếp của anh thì luôn cho anh là khác người, thậm chí là hâm Kết quả là đến nay anh vẫn chưa có một chỗ làm ổn định, thu nhập bấp bênh, vợ con chưa lo được. Với quan niệm trẻ con như tờ giấy trắng nên nhiều cha mẹ chỉ muốn viết lên những điều tốt đẹp, bao bọc con bởi những hoàn cảnh sống tốt, những hành động tốt. Thậm chí, có cha mẹ không cho con chơi với trẻ hàng xóm vì sợ con học thói quen xấu, nói tục, chửi bậy. Có cha mẹ không dám cho con đi bơi vì mẹ sợ nước hồ chết. bẩn, không dám cho con tự đi xe đạp ra đường vì sợ tai nạn nếu sợ nhiều như vậy thì khi lớn lên con chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ như thế nào các cháu có thể tự tin được không có thể hòa mình vào cuộc sống được không có thể sống hài hòa với mọi dạng người trong xã hội không dạy con biết làm việc tốt sống tốt là rất tuyệt nhưng như vậy các cháu sẽ thiếu trầm trọng những kỹ năng sống vốn rất cần thiết khi các cháu lớn lên bơi trong dòng sông cuộc đời với bao quanh co khúc khuỷu những rác rưởi ngăn dòng nước các cháu cần biết những cái xấu để tránh, để ứng phó, để dự phòng. Càng biết nhiều cái xấu càng giúp trẻ cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, cha mẹ càng đỡ lo con mình bị vùi dập hơn. Tuy nhiên, cái khó nhất là dạy con biết cái xấu nhưng không bị nhiễm cái xấu. Ông bà ta dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cũng là để nhắc nhở mỗi người chúng ta, biết cái xấu nhưng đừng gần cái xấu. Dạy con biết phân biệt tốt xấu biết làm theo những điều tốt và phòng tránh những điều xấu là điều cha mẹ nào cũng muốn muốn nhưng thấy rất khó làm giáo sư tiến sĩ trần văn khê từng nói cha mẹ hãy là lan can cầu cho con tôi rất đồng cảm lan can cầu của cha mẹ sẽ giúp con biết đường tốt mà đi và tránh ngã sang đường xấu cha mẹ đồng hành cùng con để ngăn con không làm điều xấu biết tác hại của điều xấu biết ứng phó với cái xấu nhưng dù dạy con cách mấy cũng không thể hóa giải được mọi phức tạp của cuộc sống các cháu cần biết tùy cơ ứng biến chúng ta không thể theo sát mọi lúc mọi nơi để chỉ bảo điều thứ hai là trẻ cần có tấm khiên bảo vệ điều quan trọng là chúng ta giúp con có một tấm khiên để tự bảo vệ mình tấm khiên này vô hình nó là sức mạnh bên trong của mỗi đứa trẻ tấm khiên đó được tạo nên từ lòng tự tin tinh thần dũng cảm bản lĩnh và đạo đức Quan trọng nhất là cho con một nền tảng đạo đức vững chắc, con biết phân biệt tốt xấu, biết đúng sai mà hành xử cho phù hợp. Để con có được điều này, cha mẹ chỉ có thể dạy con bằng chính đạo đức được thể hiện trong hành vi ứng xử hàng ngày của mình chứ không thể dạy bằng lời nói. Câu sinh con rồi mới sinh cha thật có lý. Có con và muốn dạy con nên người, chúng ta mới thấy càng cần phải học làm cha mẹ, phải tự chỉnh đốn mình mà làm gương cho con con học ta qua tấm gương phản chiếu cách chúng ta cư xử với con và với mọi người ta đánh mắng con lúc dạy con thì con cũng nhiễm tính bạo lực đánh mắng bạn bè đánh mắng người khác ta nói dối con thì đến một ngày nào đó con cũng nói dối ta ta thất hứa với con thì con cũng sẽ là đứa thích thất hứa ta hành xử xấu khi nóng giận thì con chúng ta cũng không biết cách kiểm soát cảm xúc gia đình chính là xã hội thu nhỏ ta cần chỉ cho trẻ biết khi nào người lớn hành động để trẻ phân biệt đúng sai biết đúng khi nào hành động sai lợi ích khi làm việc tốt và hậu quả khi làm việc sai thẳng thắn tự nhận lỗi cũng là một cách dạy con cùng con quan sát mọi người xung quanh để giúp con biết phân biệt người tốt người xấu từ đó dạy con biết cách sống với người tốt và người xấu giúp con hiểu ta không thể chọn một môi trường sống chỉ toàn người tốt bản chất xã hội là có xấu mới có tốt cũng nhờ có tốt và xấu luôn song hành ở mọi nơi mọi lúc cả ở trong chính mỗi người chúng ta thì cuộc sống mới thực sự đáng sống mới thử thách lòng người mới giúp ta ngày càng hoàn thiện hơn người xấu giúp ta cũng nhiều như người tốt vậy nhờ họ ta thêm bản lĩnh nhờ họ ta hiểu mình cần làm gì và cần sống như thế nào để không làm tổn thương người khác để giúp ích cho mình và cho người điều ba là cha mẹ là nhà tham vấn dạy con biết sống là mục tiêu của các bậc cha mẹ và cũng là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp làm cha mẹ chỉ lưu ý biết sống trong thời đại của cha mẹ có thể rất khác với biết sống trong thời đại của các con xin đừng áp đặt mà thay vào đó nên tôn trọng con và tin tưởng con mình sẽ có cách bơi trong dòng sông cuộc đời của riêng con cha mẹ chỉ nên là người tham vấn là người biết lắng nghe biết chia sẻ biết khơi nguồn tiềm năng sức mạnh bên trong của con để con đủ vững vàng bước qua mọi thử thách để trưởng thành hỏi như trẻ lên ba là điều thứ bốn ba tuổi là giai đoạn phát triển đặc biệt của trẻ tính cách của trẻ đang dần được định hình nên trẻ có nhiều biểu hiện như bướng bỉnh hơn thích làm theo ý mình hơn nói nhiều hơn đặc biệt trẻ hỏi rất nhiều với những trẻ phát triển tốt thì ba tuổi trẻ đã nói được nhiều câu hoàn chỉnh vốn từ phong phú việc phát triển ngôn ngữ giúp trẻ phát triển mạnh về tư duy trẻ càng muốn khám phá mọi thứ xung quanh trẻ hỏi bất cứ thứ gì trẻ nhìn thấy nghe thấy thậm chí vừa hỏi xong lại hỏi lại trẻ nói nhiều hỏi nhiều như vậy đôi khi làm người lớn mất kiên nhẫn quát mắng con hỏi gì hỏi lắm thế mệt với con quá đi đi chỗ khác chơi người lớn làm vậy có ảnh hưởng gì tới trẻ không thực sự cách ứng xử như vậy ảnh hưởng rất xấu tới trẻ trẻ càng thông minh càng ham hỏi trẻ càng ham hỏi càng thông minh điều quan trọng nhất để học được mọi thứ xung quanh là phải biết hỏi kỹ năng hỏi là một kỹ năng quan trọng nhất để mỗi người có khả năng học suốt đời và giai đoạn lên ba cũng là giai đoạn tốt nhất để dạy trẻ kỹ năng này nếu cha mẹ vì bận rộn áp lực từ cuộc sống công việc mà thiếu đi sự quan tâm tới con thiếu sự khuyến khích con hỏi không nỗ lực trả lời các thắc mắc của trẻ thì sẽ là thiệt thòi lớn đối với trẻ trẻ sẽ mất dần nhu cầu hỏi để biết trẻ tự ti thụ động kém hoạt bát sau này lớn lên sẽ không dám đặt câu hỏi với thầy cô để hiểu rõ hơn kiến thức không dám đặt câu hỏi với chính mình để tự vấn để tìm cách giải quyết vấn đề hiệu quả như vậy hậu quả lâu dài rất nguy hiểm trẻ học kém giao tiếp kém làm việc thiếu tính sáng tạo và chủ động với trẻ chủ động hỏi người lớn cần phải mừng vì trẻ có tố chất thông minh ham khám phá người lớn cần học cách dành thời gian tối đa khi ở bên con cái giờ nào việc nấy để quan tâm thực sự tới con không bị sao nhãn bởi những lo toan của cuộc sống khi ở cùng trẻ khi đó trẻ hỏi chúng ta sẽ có đủ kiên nhẫn bình tâm trả lời với trẻ ít hỏi người lớn cần đặt câu hỏi cho trẻ trả lời và từ đó khuyến khích trẻ đặt câu hỏi trẻ học được cách đặt câu hỏi từ người lớn cha mẹ có thể hỏi con con có biết tại sao con cần uống sữa không con ơi hôm nay con đi học có vui không và chúng ta sẽ cùng trẻ trả lời đặt câu hỏi và trả lời là một quá trình tư duy trẻ có thể có tư duy tích cực tư duy sáng tạo tư duy nhiều chiều tư duy phân tích hay không chủ yếu được hình thành và rèn luyện qua quá trình hỏi và trả lời trẻ nào có sự ham hỏi mạnh dạn tự tin hỏi và trả lời trẻ đó khi đi học sẽ tiếp thu bài nhanh hơn kiến thức phong phú hơn ngày càng tự tin hơn và lớn lên khả năng thành công cao hơn dạy trẻ biết đặt câu hỏi là một việc cần được các bậc cha mẹ chú ý cách dạy đơn giản nhất là khuyến khích trẻ hỏi thật nhiều ai cái gì ở đâu khi nào tại sao như thế nào đây là sáu dạng câu hỏi cơ bản nhất để khám phá thế giới xung quanh chúng ta cùng trẻ thực hành hàng ngày mọi nơi mọi lúc có thể chỉ khi cha mẹ thường xuyên hỏi trả lời thì trẻ mới học được thói quen hỏi trả lời khi con hỏi có thể câu hỏi còn ngây ngô nhưng tuyệt đối không chê bai trẻ cần khen ngợi và giúp trẻ đặt lại câu hỏi cho đúng và trả lời trẻ đơn giản dễ hiểu nhiều trẻ vừa hỏi xong đã hỏi lại ngay cũng là một hiện tượng bình thường ở trẻ lên ba có thể trẻ chưa nghe rõ chưa hiểu ý trả lời của người lớn có thể đơn giản là trẻ muốn nói chuyện với chúng ta muốn gần gũi cha mẹ muốn cha mẹ quan tâm trẻ lên ba đã đi nhà trẻ cả ngày xa cha mẹ trẻ rất nhớ và thấy thiếu tình yêu sự quan tâm của cha mẹ trẻ có nhu cầu muốn được cha mẹ ôm hôn nói cười nhìn vào mắt trẻ khi trẻ được thỏa mãn sự quan tâm trẻ sẽ chơi ngoan và đỡ quấy rầy người lớn cha mẹ là gì khi con bướng bỉnh là điều thứ bốn hầu hết những lời phàn nàn của các bậc cha mẹ thường tập trung ở một vấn đề gây bối rối nhất cho họ đó là nuôi dạy những đứa con bướng bỉnh hay chống đối ương ngạnh trong vốn từ của trẻ khoảng 2 tuổi trở lên, có một từ thường xuyên được sử dụng là từ không. Thậm chí, cả những đứa Để trẻ vốn được coi là ngoan ngoãn cũng có lúc trở nên bướng bỉnh. Đặc biệt, trong những dịp lễ Tết, những lúc gia đình bận biệu và đông người, từ không đầy cương quyết ấy lại càng có dịp phát huy. Khi trẻ lên 4, 5 tuổi, biểu hiện rõ rệt nhất là sự cãi lời cha mẹ. Đến tuổi lớn hơn, trẻ lại nảy sinh nhiều hình thức phản ứng mạnh mẽ như bỏ nhà đi đến nhà bạn ở tạm, có khi đi, bụi, suốt mấy ngày để thoát ly khuôn khổ gia đình. Điều thứ năm là bố mẹ có biết tại sao trẻ bướng bỉnh. Các chuyên gia tâm lý cho biết, thái độ ngang bướng ở trẻ em chỉ là hiện tượng tự nhiên của con người một khi muốn tự rèn luyện ý chí tự lập và thể hiện cá tính, cũng như muốn được sống độc lập. Do vậy, khi cha mẹ gặp phải tình huống trẻ bướng cũng đừng quá bực mình mà chỉ cần thực hiện những phương thức khéo léo để uống nắng trẻ thật ra thì hành vi bướng bỉnh và chống đối của trẻ ở mỗi giai đoạn phát triển từ lúc còn ấu thơ cho đến tuổi niên thiếu là bình thường ngay từ khi còn rất nhỏ trẻ đã cố gắng học hỏi cách thức đối phó với những quy tắc và luật lệ của thế giới người lớn đồng thời cũng ra sức đấu tranh cho quyền lợi cá nhân mình lẽ thường tất cả trẻ con đều bướng bỉnh hoặc có biểu hiện chống đối và ương ngạnh vào một giai đoạn nào đấy trẻ không thể khôn lớn được nếu không có ý kiến suy nghĩ nhu cầu hay những mơ ước riêng tư. Chính những điều này giúp hình thành và khẳng định cá tính của chúng. Khi trẻ bướng bỉnh nói, "Không, thay vì lo lắng, bực tức, bạn hãy vui mừng đi." Bởi đó là biểu hiện trẻ đã biết khẳng định cái tôi của mình. Lên 5 tuổi, trẻ cần có chính kiến riêng, biết chọn lựa một cách độc lập, đó là một khả năng rất quan trọng trong việc tiếp thu kiến thức. Muốn dạy cho con điều này, bạn nên khuyến khích con mạnh dạn nói lên nhận định ý kiến của mình tuy nhiên trẻ bướng bỉnh có thể xuất phát từ hai nguyên nhân tâm lý và sinh lý những nguyên nhân tâm lý khiến trẻ không vâng lời có thể là do thiếu hụt tình cảm vì cha mẹ không có thời gian dành cho trẻ hoặc trẻ bị cư xử quá khắc nghiệt chính vì thế trẻ luôn luôn tìm kiếm sự chú ý bướng bỉnh hay chống đối là một trong những cách để trẻ lôi kéo sự chú ý của người khác thể hiện vai trò của mình chẳng hạn nếu cha mẹ nói không nghe lời hãy liệu hồn, thì những lời đe dọa như thế thường kích thích đứa trẻ bướng bỉnh, nó muốn đương đầu với cha mẹ và xem mình có quyền hạn tới đâu. Nguyên nhân khá phổ biến khiến trẻ bướng có thể kể đến là do cha mẹ, ông bà quá nuông chiều hoặc người lớn có sự mâu thuẫn trong việc đưa ra các giới hạn được phép và không được phép. Điều này dẫn đến tình trạng trẻ thường mè nheo người bên vực trẻ, người không cấm đoán và trở nên bướng bỉnh với mọi người để được chiều theo ý thích một nguyên nhân khác khiến trẻ bướng bỉnh liên quan đến sức khỏe thể chất của trẻ. Khi trẻ ốm, mệt trẻ cũng dễ bướng bỉnh hơn lúc trẻ khỏe mạnh. Chăm lo việc ăn uống, sinh hoạt cho con tốt, phòng tránh bệnh tật cho con cũng là cách giúp trẻ bớt bướng bỉnh. Theo báo Tuổi Trẻ Online, các chuyên gia tại Bệnh viện Nhi Columbus, Ohio, Mỹ, đã thực hiện một nghiên cứu trên các trẻ em ở độ tuổi 6, 17 mắc chứng đau nửa đầu. Kết quả cho thấy khả năng trẻ bị đau nửa đầu mắc hội chứng o giờ giờ, hội chứng rối loạn thách thức, cao hơn so với trẻ bình thường. Các bác sĩ khuyên các bậc cha mẹ nên để tâm nhiều hơn đến mối liên hệ giữa các cơn đau đầu và hành vi của trẻ. Họ cho rằng trẻ cần phải được chữa trị đặc biệt nếu trong một tháng, chúng thang đau đầu tới 3 lần. Điều thứ sáu là những điều cha mẹ cần tránh. Thứ nhất là, đánh hay mắng chửi con. Cách này chỉ làm trẻ bướng thêm người lớn thường có nhiều biện pháp buộc trẻ phải nhượng bộ ý muốn của mình như dùng đòn roi bỏ đói giam cầm nhưng cuối cùng người thất bại lại chính là cha mẹ chứ không phải con cái bởi đó chỉ là sự đàn áp chứ không phải giáo dục chính những hành vi bạo lực kể trên đã hủy hoại sự phát triển cá tính của đứa trẻ thứ hai là dán nhãn hư xấu tồi cho con không có một đứa trẻ nào hoàn toàn xấu do đó khi con cái có lỗi, cha mẹ hãy bình tĩnh nhận xét về khuyết điểm đó, không nên ngay lập tức buông ra những lời lẽ ám chỉ kiểu con không hư thì làm sao họ nói con như vậy. Nếu lỡ con mình có mắc phải sai lầm hay gặp vướng mắc gì thì cha mẹ cũng không nên dùng những lời nói nặng như sao mày ngu thế, dốt thế. Với những lời nhận xét như vậy thì cha mẹ đã vô tình xúc phạm trẻ và hất bỏ tất cả mọi cố gắng phấn đấu của trẻ từ trước đến nay, điều đó sẽ gây phản ứng tiêu cực nơi trẻ dù cho cha mẹ có giận dữ đến mức nào thì cũng không được quyền xúc phạm nhân cách hay tính tình con cái điều thứ bảy là những điều cha mẹ nên làm sau đây là những gợi ý phạt con sao cho đúng như không phạt trẻ khi đang nóng giận không đánh mắng cần phân tích đúng sai không phạt khi có người thứ ba sẽ khiến trẻ xấu hổ tự ti hoặc nổi loạn hình phạt có thể là không cho đi chơi công viên nhà sách không mua quà bánh làm cho trẻ yêu mến tin phục sẽ khiến trẻ dễ nghe lời hơn là các hình phạt kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi con bướng thay vì nóng giận cha mẹ cần kiềm chế cảm xúc giữ bình tĩnh cha mẹ càng bình tĩnh giữ nét mặt bình thản càng dễ dàng ngăn chặn cơn bướng bỉnh của trẻ thay vì mắng chửi cha mẹ nói cho con nghe những cảm xúc của mình lúc đó sẽ giúp con hiểu cha mẹ hơn mà không xúc phạm đến con một cử chỉ tiết nuối thể hiện trên khuôn mặt, một thái độ ra vẻ thất vọng nhưng vẫn tỏ ra các bạn rất tin tưởng vào sự tiến bộ, đổi thay của con mình tốt hơn là dùng lời cay độc. Thứ hai là cho con cái cơ hội được nói. Khi con cái của bạn có lỗi, có khuyết điểm, không phải trẻ không đau buồn, hãy cho con bạn nói lên nỗi lòng của chúng. Cha mẹ cần hiểu được tâm tư nguyện vọng cũng như tạo được sự gần gũi cần thiết để trẻ có thể bớt sợ mà bộc lộ nguyên nhân hay lý do vì sao chúng phạm lỗi có như thế cơn giận dữ của cha mẹ sẽ giảm bớt đi nói lời xin lỗi với con trẻ là thứ ba nếu cha mẹ đã có những lời mắng con một cách quá đáng trong cơn giận dữ cha mẹ nên thành tâm xin lỗi con cha mẹ có thể nói một vài câu dạng hồi nãy mẹ giận quá nên hơi quá lời con đừng giận mẹ nhé hay chắc con ghét cha lắm phải không vì cha đã mắng con cho cha xin lỗi con nhé khi được nghe những lời xin lỗi như vậy con cái chúng ta sẽ không bùng phát những hành động tiêu cực phản kháng nữa đây cũng là cơ hội dạy con bài học biết xin lỗi và thể hiện thái độ tôn trọng con giúp con thêm tự tin vào giá trị bản thân thứ tư là đưa ra yêu cầu đơn giản nhẹ nhàng có giải thích thay vì quát con ăn nhanh lên hoặc có muốn ăn vài roi không, thì cha mẹ nên nói, con ăn nhiều mới khỏe được như siêu nhân chứ, đã trễ lắm rồi. Con phải ăn nhanh để mẹ còn dọn dẹp và nghỉ ngơi nữa chứ. Mẹ còn rất nhiều việc phải làm chứ không thể chờ con mãi. Chính việc đơn giản hóa của người mẹ trước thái độ cứng đầu của đứa con sẽ giúp trẻ biết suy nghĩ về nỗi cực nhọc của mẹ, để từ đó trẻ cảm thấy thương mẹ hơn và không muốn làm trái lời mẹ. 3 phút dạy trẻ bướng bỉnh là thứ năm một phút chấm dứt ngay hành vi bướng một phút nữa là giải thích đúng sai phút còn lại là tỏ thái độ yêu thương trẻ mỗi khi ra mệnh lệnh cha mẹ không nên bắt trẻ thi hành vô điều kiện phải giải thích rõ mệnh lệnh để trẻ hiểu và khiến trẻ tự giác làm theo ví dụ thay vì cấm trẻ không được nghịch nước cha mẹ có thể nói với trẻ mẹ nghĩ là con không nên nghịch nước lâu nếu con nghịch nước sẽ bị ốm như bạn thỏ bông đấy Đừng nghĩ rằng trẻ không hiểu nên không cần phải nói. Việc nói rõ như vậy có thể khiến cho trẻ dần dần hiểu và sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của cha mẹ hơn. Thứ năm là cho con 5 phút chuẩn bị. Thay vì bắt con dừng trò chơi, dừng coi phim ngay lập tức để đi ăn, đi ngủ, đi học thì cha mẹ nên cho con 5 phút trước khi ngừng các hoạt động yêu thích của trẻ. Còn 5 phút nữa đến giờ dọn đồ chơi đi ngủ con nhé, hay 5 phút nữa cả nhà sẽ ăn cơm con chuẩn bị tắt tivi nhé. Những lời báo trước thân thiện như trên sẽ giúp trẻ dễ hợp tác, dễ vâng lời hơn là những lời ra lệnh cứng nhắc. 5 phút là khoảng thời gian tương đối cho trẻ dễ hình dung. Cha mẹ có thể uyển chuyển thay đổi thời gian chuẩn bị này trong phạm vi cho phép. Để tránh tình trạng trẻ mẹ nheo đòi thêm, thêm nữa, cha mẹ nên đưa ra giới hạn thời gian càng sớm càng tốt. Ví dụ, bây giờ con có 30 phút xem tivi nhé. Khi sắp đến giờ kết thúc việc xem TV đã được thỏa thuận trước, cha mẹ cần báo trước cho con. Còn 5 phút nữa hết giờ xem con nhé. Và cha mẹ nên kiên quyết khi đã hết thời gian cho phép. Thứ sáu là tỏ thái độ thản nhiên. Những lúc đứa trẻ tỏ ra quá bướng bỉnh, nếu người lớn biết thản nhiên tự chủ thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Giận dữ, bực dọc chỉ làm cho sự việc trở nên phức tạp mà thôi. Một bé trai khóc đòi kẹo mút, cả nhà lờ đi, ai làm việc người đó thì đứa bé khóc chán sẽ quay sang tự chơi một mình cách này đôi khi có tác dụng rất nhanh so với việc cố gắng thuyết phục cháu ăn vặt là xấu dứt khoát khi cần là thứ bảy tất nhiên có những lúc bạn phải tỏ ra cứng rắn để con mình biết rằng có những chuyện hoàn toàn nghiêm túc không thể đùa dẫn được chẳng hạn cấm tuyệt đối việc sờ tay vào ổ cắm điện leo trèo cạnh cửa sổ hay là buông tay mẹ ra trong khi đi trên đường phố nếu đứa trẻ bướng bỉnh trong những lúc như vậy bạn có thể im lặng kéo con ra chỗ khác mà không cần mềm mỏng hay giải thích gì cứ để cho cô cậu hờn khóc một lúc rồi giải thích lần nữa cho con tại sao không nên làm thế cha mẹ gần gũi thì con cái mới tin tưởng và chia sẻ những tâm tư vui buồn từ đó sẽ giáo dục được con cái ngoài ra ai cũng biết trẻ rất thích được khen nhưng người lớn thường tiết kiệm lời khen với trẻ còn nếu bị chê mãi trẻ sẽ tỏ ra khó chịu và bướng bỉnh hơn cần khen chân thành hợp lý cụ thể đúng lúc và trước nhiều người càng tốt muốn chê thì phải khen trước đồng thời gợi ý cách làm tốt hơn chê hành vi chứ không chê con người cha mẹ phải dứt khoát khi giáo dục đứa trẻ nếu cần phải biến lời đe dọa thành hình phạt ngay và đứa trẻ sẽ không bướng được lâu chúng sẽ hiểu rằng tốt nhất là nghe lời bạn nếu không muốn bị phạt tóm lại làm cha mẹ ai cũng muốn con mình dễ dạy nhưng có những lúc chúng ta thấy con trở chứng cứng đầu. Sự cứng đầu đó không đáng lo ngại, đó là dấu hiệu trẻ muốn thoát ly đời sống ỷ lại để vươn lên đời sống độc lập, tự do. Ngựa chứng thường là ngựa hay, nếu chúng ta khéo tập luyện cho nó. Nếu đứa trẻ quá dễ bảo, đặt đâu ngồi đó thì dầu nó không bệnh hoạn, tương lai nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Bởi vậy, thấy con bướng bỉnh, chúng ta không nên lo mà nên mừng. Điều quan trọng là cách giáo dục hướng dẫn của chúng ta sao cho con trẻ phát triển đúng mức, trở thành những con người độc lập, sáng tạo, có ích cho đời. Bức thư gửi con là điều thứ 8. Trong hành trình nuôi dưỡng sự học, nếu hiểu về tâm lý trẻ, đừng trái với quy luật phát triển tự nhiên thì ít khi ta phải trách phạt con trẻ. Thưởng và phạt là khái niệm xuyên suốt quá trình này. Và mỗi khi thấy cần phải trách cứ hay phạt trẻ, có lẽ ta nên đọc lại bức thư này nó sẽ giúp bản thân sáng suốt hơn khi đưa ra quyết định trách phạt con trẻ. Bức thư được trích trong cuốn Đắc nhân tâm, bí quyết để thành công của Dale Carnegie do học giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Con ơi, con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây dính trên trán. Cha mới lén vào phòng của con. Cha muốn thú tội với con, lúc nãy, trong khi cha đọc báo trên phòng sách, đợt sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hơi nghiêm khắc với con hôm nay. Sáng ngày, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã rầy con vì con chỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thôi, cha đã mắng con vì giày con không đánh bóng, cha đã la khi con luyện đồ chơi xuống đất. Trong lúc điểm tâm, cha lại khiển trách con nữa, con đánh đổ sữa, con nuốt vội mà không nhai, con tì khuỷu tay lên bàn, con phết nhiều bơ lên bánh quá. Khi ra đi, con quay lại chào cha, thưa cha, con đi và cha đã cau mày, ngay người lên. Buổi tối, vẫn điệu đó. Ở sở về, cha rình con ở ngoài đường. Con chơi bi, đầu gối quỳ trong đống cát, vớ rách, hở cả thịt. Cha đã làm nhục con trước mặt bạn bè vì bắt con đi trước mặt cha cho tới nhà. Vớ đắt tiền, nếu mày có phải bỏ tiền ra mua, mày mới tiếc của và biết giữ gìn. Con thử tưởng tượng, có ai, cha mà mắng con như vậy không? Rồi con nhớ không? Tối đến, trong khi cha đọc sách, con rón rén vào phòng giấy cha vẻ mặt đau khổ lắm cha ngẩng lên giọng bất bình hỏi cái gì con không trả lời nhưng trong một lúc xúc động không chống lại được con chạy lại cha bá cổ cha ông cha với tình sùng bái cảm động mà trời phật đã làm nảy nở trong lòng con mà sự lạnh lùng của cha không làm cho héo được rồi thì con chạy lên cầu thang này con chính lúc đó cuốn sách ở tay cha rớt xuống và một nỗi sợ ghê gớm xâm chiếm cha cái thói hay chỉ trích, trách mắng đã làm cha thành như vậy đó, thành một người cha gắt gỏng. Cha đã phạt con vì con còn con nít mà cha bắt con làm như người lớn. Mà tâm hồn con cao thượng, trung trực biết bao. Trái tim nhỏ của con mênh mông như bình minh ló sau rạng đồi. Chỉ một sự hâm hở tự nhiên lại hôn cha trước khi đi ngủ, đủ chứng tỏ điều ấy. Thôi, cha con mình quên hết những chuyện khác đi. Tối nay, cha hối hận lắm lại nép bên giường con cha biết nếu con có nghe được những lời cha thú với con đây thì con cũng sẽ chẳng hiểu chi hết nhưng ngày mai con sẽ thấy cha thật là một người cha cha sẽ là bạn của con con cười cha sẽ cười con khóc cha sẽ khóc và nếu cha muốn rầy con thì cha sẽ miếng chặt môi và sẽ lặp đi lặp lại như trong kinh con chỉ là một đứa nhỏ một đứa nhỏ cha có lỗi cha đã coi con như người lớn bây giờ nhìn con nằm trong giường nhỏ của con, mỏi mệt, trơ trọi, cha biết rõ rằng con chỉ là một em bé. Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ con, ngã đầu trên vai mẹ con. Cha đã đòi hỏi con nhiều quá. Nhiều quá lắm. Điều thứ chính là giáo dục giới tính cho con. Ngay từ năm 1936, trong tiểu thuyết Làm Đĩ, Vũ Trọng Phụng đã viết, giáo hóa cho thanh niên biết rõ dục tình là những gì, đó là việc phải làm ngay vậy. Vấn đề nam nữ giao hợp phải đem ra giảng ngay cho tuổi trẻ. Nam nữ thanh niên vào lúc dậy thì, xác thịt trạo rực lên vì những biến đổi âm thầm và sự phát triển của các cơ quan sinh dục là rất dễ hư hỏng, nếu không được bậc cha mẹ chỉ bảo cho những điều cần biết và đề phòng mọi hoàn cảnh xấu hổ cho. Và cả cuốn tiểu thuyết này là một lời cảnh báo, nhắc nhở cho những thầy cô giáo, những người cha, người mẹ sự cần thiết phải dạy cho nữ sinh, nam sinh cho con trai, con gái những điều cần biết về giới tính, về quan hệ nam nữ, về hôn nhân gia đình nếu không muốn lớp trẻ đi vào con đường lầm lạc như nhân vật Huyền trong truyện. Lời cảnh báo của Vũ Trọng Phụng đã không được xã hội lưu ý, thậm chí tiểu thuyết mang đậm tính giáo dục này còn bị tẩy chay một thời gian dài. Và tình trạng nạo hút thai, quan hệ tình dục bừa bãi của lớp thanh thiếu niên ở nước ta hiện nay đã và đang khẳng định lời cảnh báo đó. Các nhà quản lý các nhà giáo dục còn đang tranh cãi có nên đưa giáo dục giới tính, tình dục vào nhà trường hay không? Liệu những người cho rằng đưa giáo dục giới tính vào nhà trường là chưa cần thiết, là vẽ đường cho hưu chạy có biết thực trạng đó không? Theo thống kê vào tháng 11 năm 2012 của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15, 19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên với con số kỷ lục này việt nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất đông nam á và đứng thứ năm trên thế giới tỷ lệ trên thực tế còn cao hơn rất nhiều các con số này vì những ca nạo hút dịch vụ chui tại các cơ sở y tế tư nhân không được thống kê đây thực sự là vấn đề thịnh suy của giống nòi nó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sức khỏe sinh sản sức khỏe cộng đồng mà còn làm suy giảm những giá trị sống chủng mực xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. cả một thế hệ tương lai của đất nước đang rất cần sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường, xã hội. từ trước đến nay, bao thế hệ người Việt Nam do ảnh hưởng của tâm lý người phương Đông đã không dạy về giới tính cho lớp trẻ một cách tường tận. cha mẹ lo lắng vì sợ nói chuyện tâm sinh lý sớm sẽ khuyến khích con cái tò mò. vì thế, khi trẻ thắc mắc về các bộ phận sinh dục, thắc mắc trẻ con sinh ra từ đâu, không ai trả lời trực tiếp mà chỉ né tránh hoặc trả lời sai làm các em càng tò mò hơn các bài học môn sinh vật về cơ thể người thường được giảng rất sơ sài hoặc tránh nói đến những kiến thức về sức khỏe sinh sản chưa được đưa vào chương trình học chưa được cha mẹ dạy lại cho con trẻ hiện nay sách viết về vấn đề này khá nhiều nhưng chỉ một bộ phận rất nhỏ thanh thiếu niên có điều kiện đọc còn các em ở nông thôn vùng sâu vùng xa thì hầu như chưa được biết đến nếu trong chương trình học từ tiểu học kiến thức tâm sinh lý được đưa vào giảng dạy thì sẽ phủ lấp được khoảng trống nguy hiểm về kiến thức này cho thanh thiếu niên còn đối với gia đình các bậc cha mẹ có thể làm gì để giúp con mình theo phương pháp của các nhà nghiên cứu tâm sinh lý thiếu niên và các nhà tâm lý học thì cha mẹ có thể cung cấp sách báo về tâm sinh lý để giúp trẻ hiểu thấu đáo về bản thân để trẻ không hành động như những kẻ ngốc nói về tình dục và ngừa thai không có nghĩa là bạn cho phép con mình thực hiện những điều ấy mà là để con có nhận thức và có kiến thức về việc ấy cha mẹ không nên quá nghiêm khắc hay tránh né khi trẻ có vấn đề cần hỏi hãy cho trẻ thấy cha mẹ lúc nào cũng lắng nghe sẵn sàng thảo luận cùng con nếu vấn đề con bạn nêu làm bạn thực sự lo ngại hoặc giận dữ thì hãy cố gắng kiềm chế và không được gạt phát ngay vấn đề mà con đang trình bày hãy giúp trẻ phát huy lòng tự trọng và nhân cách cha mẹ nên hướng con vào những hoạt động lành mạnh như chơi thể thao tham gia các câu lạc bộ những tấm gương tốt luôn có giá trị đối với trẻ nếu trẻ biết được là một ai đó đang giúp đỡ mọi người thì sẽ tin cậy người đó sẽ hỏi han người đó về tình yêu tình dục mà không sợ bị quở trách cha mẹ có mối quan hệ tốt thường xuyên chăm sóc nhau sẽ giúp con cái nhận ra những giá trị tình cảm chân thành nếu bạn là cha hãy quan tâm đến con gái mình nếu bạn tự nhiên không còn ôm lấy con khi cô bé trở thành thiếu nữ mà không giải thích vì sao thì sẽ làm cô con gái bị tổn thương. Tạo những giới hạn hợp lý. Cha mẹ không nên giữ chặt con cái mình, vì sự khắc khe quá mức có thể làm con cái trở nên bất trị. Cha mẹ thường hay nghĩ rằng họ có thể ngăn ngừa chuyện quan hệ tình dục của con bằng cách quản lý giờ giấc nghiêm ngặt. Thế nhưng, thông thường những chuyện như thế lại hay xảy ra ở nhà, khi cha mẹ đi vắng các bậc cha mẹ nên cảnh giác để con không có quan hệ với những bạn bè hư hỏng đừng nên cho con uống rượu trong những buổi tiệc tùng hãy giải thích rõ cho con biết khi say con người sẽ mất hết lý trí và dễ làm những chuyện sai trái sự nghiêm khắc của bạn sẽ giúp con dễ từ chối khi bị bạn bè ép buộc cách tốt nhất để cha mẹ ngăn ngừa con mình dính đến tình dục quá sớm là giúp con hiểu rằng con có một tương lai sáng lạng đang chờ đón nhưng con sẽ đánh mất tương lai ấy nếu sớm bị tình dục lôi kéo. Cha mẹ hãy tôn trọng, lắng nghe những ước mơ của con cái, khuyến khích con nói về những hoài bão, nghề nghiệp trong tương lai. Bọn trẻ cần hiểu rằng khi đã thật sự trở thành người lớn, những nụ hôn, những cái nắm tay mới thật sự thú vị. Chúng sẽ dành thời gian để học hành, tự hoàn thiện bản thân trước khi bước vào cuộc sống của một người trưởng thành. Điều thứ 10 là dạy con ngược. Điều thứ 10 là dạy con ngược. Giúp trẻ hạn chế, dạy con là một trong các công việc phức tạp nhất của người làm cha mẹ. Về lý thuyết dạy trẻ, phần đông họ biết rõ mình nên và không nên làm gì. Nhưng đôi khi vì tâm trạng không vui, bận việc hay vì giận chồng, vợ, mà khi trẻ làm sai, bướng, cha mẹ đã mắng, đánh con, mà không chú ý đến tác dụng ngược của cách giáo dục đó. Một số bậc cha mẹ khi con làm sai thường có những câu nói ngược, nói lẫy như khi con ra nắng thì người mẹ lại nói có giỏi thì ra nắng nữa đi mà không giải thích cho trẻ hiểu tại sao không được ra nắng trẻ luôn tin vào lời nói của cha mẹ và chưa nhận thức được cảm xúc giận dữ không bằng lòng khi cha mẹ nói câu ngược đó trẻ có thể vì sự ngây thơ của mình mà nghĩ mẹ đang khuyến khích mình ra nắng điều nhầm lẫn này sẽ làm cho trẻ khó phân biệt được hành vi nào được làm và hành vi nào không được làm chỉ khi trẻ lặp lại hành động không được phép đó và bị cha mẹ trừng phạt vì không nghe lời trẻ mới biết đó là việc không được phép làm từ đó trẻ có tâm trạng hoang mang mất niềm tin vào chính cha mẹ của mình trẻ sẽ cảm thấy mình bị oan bị tổn thương của lần trước mẹ bảo cứ làm đi mà sao giờ lại không được làm và trẻ thu mình lại hay phản kháng cha mẹ trong một dịp khác một ví dụ khác về tác dụng ngược trong cách giáo dục của cha mẹ có thể kể đó là có khá nhiều cha mẹ lấy những hình ảnh xấu dọa con mình như dọa ma dọa ông kẹ ông ba bị nhằm làm trẻ sợ mà dừng những hành động bướng bỉnh của trẻ hay đơn giản là để thúc trẻ ăn và ngủ cách này có vẻ có tác dụng tức thì trẻ sợ và làm theo ngay lệnh của cha mẹ nhưng tác dụng ngược thì lớn hơn rất nhiều nhẹ thì có thể làm cho trẻ bị ám ảnh và ngủ mơ ác mộng Nặng thì có thể làm cho trẻ luôn sợ hãi trước những gì có vẻ lạ, giống những thứ mà cha mẹ hay đem ra dọa, từ đó trẻ mất tự tin, nhút nhát trước người lạ, hoàn cảnh lạ. Nhiều bậc cha mẹ kêu than con mình nhát quá, đi vào phòng tối cũng sợ ma, gặp người lạ là chạy trốn sau lưng cha mẹ, nhưng họ không thể ngờ rằng hiện tượng đó là vì khi còn bé, các cháu đã bị chính cha mẹ gieo vào lòng những nỗi sợ đó. Thậm chí, có cha mẹ đem công an, cảnh sát ra để dọa trẻ Bắt trẻ làm theo ý mình. Điều này có hậu quả rất xấu, có thể làm trẻ có suy nghĩ sai lệch về người chiến sĩ công an, cảnh sát. Xem tivi nhiều gây tác hại đối với trẻ. Trước tiên, mắt trẻ dễ bị cận thị, các tế bào thần kinh bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, do ngồi một chỗ, ít vận động nên tác phong chậm chạp, dễ béo phì. Lâu dần, trẻ sẽ trở nên thụ động trong giao tiếp. Ngoài ra, trẻ còn bị ảnh hưởng xấu khi xem chương trình của người lớn, đặc biệt phim tình cảm dễ dẫn đến dậy thì sớm, quan tâm đến chuyện yêu đương sớm. Những biểu hiện dễ nhận thấy trẻ thích xem TV và xem TV quá nhiều là trẻ xem quá 2 giờ, ngày, xem liên tục không tự nghĩ. Khi cha mẹ bắt ngừng xem thì tỏ ra khó chịu, bức rứt không yên và không thiết tha với bất cứ trò chơi nào khác. Để hạn chế điều đó, trước hết, các bậc cha mẹ lấy chính mình làm tấm gương, tránh xa TV để cho trẻ quen với môi trường đó. Vai trò của cha mẹ rất quan trọng khi giúp trẻ điều chỉnh thói quen, bởi cha mẹ là những người gần gũi nhất, có tác động mạnh nhất tới trẻ. Nếu trẻ đã nghiện xem TV, cần có biện pháp cai từ từ. Việc ngăn cấm ngay lập tức sẽ tạo nên những phản ứng xấu từ trẻ, bỏ ăn, cãi lại, bướng bỉnh, thậm chí thu mình trong phòng, tự tử trẻ chỉ có thể bớt xem tv nếu cha mẹ tạo ra nhiều hoạt động hấp dẫn cho trẻ ví dụ như tổ chức trò chơi cho cả nhà đi chơi ngoài trời chơi thú nhún công viên đi thăm anh em họ hàng bạn bè có con nhỏ cùng tuổi con mình để giao lưu vui chơi cha mẹ cần quan tâm nói chuyện với trẻ về các nhu cầu của trẻ vừa nói chuyện vừa đùa vui các trò chơi vui vẻ giữa cha mẹ và con rất cần cho sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho trẻ các hoạt động này cũng giúp trẻ quên TV. Cần quy định rõ với trẻ được xem TV giờ nào trong ngày, thời gian bao lâu và theo dõi có thưởng phạt kịp thời cho trẻ. Tốt nhất là chỉ nên cho trẻ xem tối đa 30 phút mỗi lần, vào dịp hè, xem 2 lần, ngày, vào năm học, chỉ nên xem một lần, ngày. Trẻ dưới 2 tuổi tốt nhất là chưa cho xem TV. Tất nhiên, cha mẹ không nên máy móc quá. Nếu trẻ đang xem dở một chương trình nào đó trẻ thích, thì cha mẹ nên kiên nhẫn cho trẻ xem hết và trừ giờ cho những lần xem sau. Cách này tốt hơn là bắt trẻ tắt TV khi đang giữa chương trình hay của trẻ. Cách ứng xử mềm dẻo, linh hoạt của cha mẹ với trẻ sẽ giúp trẻ thêm gần gũi cha mẹ và biết nghe lời cha mẹ hơn. Một kinh nghiệm hay là quy định giờ xem cho trẻ. Điều thứ 10 là hãy để trẻ tin vào những lời hứa. Có rất nhiều câu chuyện cha mẹ không giữ lời hứa với con, từ đó dẫn tới việc con sau đó không nghe lời hoặc trách móc người lớn cứ bắt trẻ giữ lời hứa trong khi người lớn lại quên có thể trẻ em chưa nói lên suy nghĩ của mình nhưng việc người lớn hứa mà không thực hiện sẽ tác động ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ như làm trẻ cảm thấy không được tôn trọng lâu dần dễ khiến trẻ mất niềm tin vào mọi người mọi thứ xung quanh vì thế người lớn phải ý thức được tầm quan trọng của việc giữ lời hứa để những cái gật đầu không thành lời hứa lèo Người lớn hãy chú ý hơn tới những cái gật đầu, nghĩ xem lời hứa sẽ khả thi tới mức nào. Khi đã hứa nên có điều kiện kèm theo, chú tâm thực hiện cho bằng được và khi không thể thực hiện được thì phải giải thích để trẻ dễ dàng chấp nhận. Nếu không giữ được lời hứa thì nên xin lỗi trẻ và cố gắng đừng tái diễn. Theo Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Kết thúc phần 1 của quyển sách kỹ năng làm cha